Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh Danh Sắc Đức Thắng nè. Em lên những con máy cuối cùng trong ngày cho anh em mình tham khảo nè. Những con máy cuối cùng trong ngày nha nè. Mời mình chơi tiếp. Cái này là một con Mitsu 6 gió đạn, gió đang trụi anh em ơi. Máy này thì ngoại hình nó thì em nhìn cái mặt ram nó còn đẹp lắm anh. Lốc nó còn đẹp nữa. Mặt ram lốc thì em thấy nó đều rất ok. À, dây nhựa của nó mấy cái dây này đặc biệt anh em nào mà có cái máy Honda Jaguar ha, anh em cắt cái khúc móng này anh em về anh em gắn vô một cái ha. Xài rất là bền luôn, ống zin của nó xài rất là đã anh em ơi. Thường mấy đứa cháu em hay lấy những cái ống xăng nó gắn cho máy này. Biết cho nào nó rất là lâu luôn. Anh em nhìn cái bô lửa của dòng nó, bô lửa que nó dày dữ lắm, dày luôn. Người ta thiết kế bởi cái dòng Mitsu nào giờ mới nó nổi tiếng thì phải không? Làm quá chắc chắn rồi nè mà. Que nó cũng rất là dày, bô lửa nó cũng dày đó. Nhưng mà bô lửa này ta không biết nó nằm trên cái thiết bị gì mà ta gắn cái bô nó quay suốt. Bởi nó cũng hơi này nó cũng hơi bất tiện cho mình ha. Còn máy thì em bao zin cho anh em mà con có bắt mình nha. Máy này em bao zin, không có đụng chạm, không có can thiệp gì bên trong hết. Cây bẻ xúc ốc nó cũng xịn sò, nó độ quá nên nó có cái vú. Cái vú này, cái vú đi mình bơm dầu vô cái nắp flap này nè. Có một số trường hợp mình để lâu quá thì mình bơm cái này vô, mình xả nút này nè. Anh em bơm vô cái nắp flap để cho nó, thứ nhất là nó kín hơi, nó quay nó dễ chạy, hoặc là thứ hai nó anh em để lâu mà không chạy á, anh em bơm vô để nó nuôi hai cây xúc bắp, nó bảo quản được hai cây xúc bắp chứ nó không có hư cái sơ mi. Thiết kế rất là thông minh, một công hai ba chuyện, ngóc xả nhớt thì nó lậu ra ngoài vậy nè. Còn số series của máy này là 23640 nè, 23640 là cái máy này là số series của nó. Cái lắp hồng sắt rất là dày, mới xù 6 nguyên bản. Bu ly thì ba gảnh, gảnh bê nè, chà bá lửa luôn. Vì cua gió thì em thấy là số 37 nè. Cái sao cái anh em nhìn thấy cái ống nhớt này nè, rất là đẹp luôn, chưa có dấu hiệu mà nó gỉ xét gì chứ. Còn cái chân nền nó đặc biệt anh em ơi, đã thiết kế trên cái gì á, chân nền nó gì rồi. Nhà con trai test hàng cho bà con có bác rồi nè. Thank you.
thấy không vậy luôn. Có điều nó cái dở con cái là nó bật gió, bật gió nó kêu quá trời kêu. Không biết nó còn mới gì. Rồi bên em thì những cái phần bên em khắc phục cho anh em mình, thứ nhất là cái quạt gió, là em thay đạn gió cho anh em mà con có bác mình luôn ha, là em bán anh em là 38 em bao ship. Còn nếu anh em nào tự thay anh em nhớ lưu ý giùm em ha, em bớt anh em lại 150 nha. Em tính anh em là 3.650.000 em bao ship, và anh em về tự xử giùm em. Rồi em xin nhắc lại lần nữa anh em, máy này nếu em bao ship cho anh em mà em thay đạn quạt gió luôn thì em tính anh em là 3.800.000 em bao ship. Còn nếu mà anh em về tự thay thì em tính anh em là 3.650.000 à, anh em về tự thay hai cái đạn gió giùm em. Trong đây nó có hai đạn gió mà em nghĩ chắc nó bể rồi, nó kêu mà re nhức lỗ tai. Anh em nhìn cái báo nhất nè. Còn riêng về phần cái máy này thì em nhìn thấy vừa lóc vừa máy rất là sáng nè, rất là sáng. Anh em nào làm được cái máy này ơi 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 em nha, số series của em nó là 23640 anh em, 23640. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con các bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em.